chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem là mình đi trả tiền thẻ ATM á mấy bạn. Thì bên đây á thì người ta ít xài tiền mặt lắm, toàn là xài thẻ. Tại vì biết sao không? Nếu mà bạn xài tiền mặt đó thì thì bạn không có cái điểm, giống như không có điểm nó cho cashback lại, nó cho tiền lại. Nếu mà bạn xài credit card thì nó sẽ cho điểm các bạn và sau đó nó sẽ cho tiền lại các bạn. Nếu các bạn biết xài credit card thì các bạn xài, còn nếu không á thì mình nên xài tiền mặt. Tại vì nhiều khi bạn không trả đúng thời hạn của thời điểm người ta credit card thì bạn sẽ bị trả tiền rất là nhiều. Cho nên là nếu các bạn cảm thấy thoải mái để xài credit card thì mấy bạn xài. Còn nếu không thì mình cứ nên xài tiền mặt thôi. Tại vì mình thì mình xài credit card, sau đó mình sẽ lấy cái tiền mặt của mình á, mình sẽ trả tiền credit card, mình được có tiền cho lại luôn á. Nếu mà mình xài nhiều trong một tháng á, thì nếu mà nó cho nhiều cũng phải ít nhất 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, đúng không? Thì vừa được trả tiền đúng thời hạn mà mình cũng được có tiền lại luôn. Cho nên là mình rất thích xài credit card. Nhưng mà cũng phải biết là trong túi tiền của mình có đủ để mình trả không. Thì bây giờ mình sẽ đi trả credit card. Thì có nhiều cách lắm. Thứ nhất là mình sẽ trả trên online. Thì nếu các bạn có cái thẻ debit, có tài khoản account trên online, thì các bạn có thể chuyển tiền từ account debit card tới credit card. Tại vì trên cái tài khoản của bạn nó có link hết luôn. Rất là easy cho những bạn trẻ. Nhưng người nào mà đã biết về thông tin công nghệ thì các bạn xài cái đó rất nhanh tiện lợi, không đi đến cái ngân hàng mất thời gian. Cái thứ hai là mình đem tiền tới chỗ ngân hàng, vào trong cái teller á, vào trong người nhân viên ngân hàng để trả tiền. Giống như ở Việt Nam mình trả bill rồi đó, mình tới ngân hàng mình trả tiền. Thứ ba là mình đến trụ ATM. Trụ ATM ở phía ngoài thì mình có thể dừng xe và đứng trả tiền. Thứ tư là mình sẽ nó ATM, nhưng mà một loại là ở phía trước ngân hàng, mà một loại là drive thru, là mình lái xe mình tới, mình cũng trả giống, nhưng mà mình không có dừng xe, mình chạy tới xe đó, mình trả tiền xong mình chạy luôn. Đó, thì mình thông thường thì mình dùng trả online và mình chạy xe tới mình trả tiền mặt. Thì ngân hàng của mình là Bank of America, cho nên nó rất dễ, nó có rất nhiều option để mình trả tiền. Mình trả credit card bằng tiền mặt qua thẻ ATM, cho nên là rất tiện lợi khi mình đi làm về, mình cứ stop by mình trả tiền, nó rất là dễ. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người là mình đi trả ATM thẻ credit card của mình như thế nào nhé. Nhiều người thì mới qua không có biết, cho nên là mình sẽ cố gắng quay cho mọi người xem là cách trả như thế nào, nó màn hình nó hiện như thế nào, để mọi người có thể hình dung được là khi mình để thẻ đó nó sẽ hiện như thế nào, để mấy các bạn biết sau này bạn đi bạn trả nha mấy bạn nhé. Thì mong cái video này giúp ích cho những người chưa biết, những người muốn tìm hiểu thêm khi mà qua bên Mỹ nha mấy bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi nha, các bạn đón xem nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ lái tới cái trụ ATM ha. Đó, mình lái vào, mình lái sát vào ha, coi chừng cẩn thận để đụng xe. Đây, xong cái trụ ATM nó sẽ như thế này. Mình sẽ tách máy ha. Xong rồi mình sẽ lấy thẻ mình ra. Thì cái trụ ATM nó sẽ như thế này. Đó, nó có cái chỗ để thẻ mình để nháy xanh xanh, mấy cái nút màn hình. Thì giờ mình sẽ lấy thẻ ra nha. Đây mấy bạn, bây giờ mình sẽ trả 300. Thì mình xài nhiều quá, mình sẽ trả 300 ha. Thì giờ mình sẽ hạ máy này xuống, rồi mình sẽ bỏ thẻ của mình vào ha.
Khi mình bỏ thẻ vào á thì nó sẽ hỏi là please, và mình lấy thẻ ra luôn tại vì credit card. Và trên màn hình nó có hiện là take card and continue, thì mình thấy cái biểu tượng này thì mình rút ra ha. Credit card hay là credit card payment? Thì trên màn hình nó có cái chữ credit card payment or order transaction, thì các bạn chọn credit card payment nha mấy bạn nhé. Cash. Thì trên màn hình nó sẽ hiện là check payment or cash payment, thì tùy trường hợp các bạn check thì mình để check, còn các bạn để tiền mặt thì để tiền mặt nhé. Thì bấm vào nút cash payment. Sau khi mình bấm cash payment thì trên màn hình nó sẽ hiện những cái hướng dẫn sử dụng, thì mình để yên đó đi. Thì nó hiện nhấp nháy thì mình bỏ tiền vào. Payment. Mình bỏ tiền vô trong đây. Nó hỏi trên màn hình nó sẽ continue. Trên màn hình nó hiện continue rồi return card, thì đó nó sẽ show up cho mình là số tiền của mình bỏ vào trong ATM là bao nhiêu. Thì mình bấm continue. Receipt. Trong khi ATM làm việc nếu xong thì nó sẽ hiện là receipt. Và mình nếu mình chọn receipt thì mình bấm vào nút receipt để nhận cái hóa đơn nhé. Thế là xong. Bên họ vô để cancel ha, mình bấm. Sau khi kết thúc giao dịch thì nó hiện lên là would you like to make another transaction. Thì nếu các bạn muốn làm tiếp thì mình bấm nút yes, còn nếu các bạn không thì mình bấm no. Còn nếu các bạn quên thì nó tự động nó out không khoảng 10 giây. Thông thường thì là mình bấm cancel cho nó chắc ăn ha. Nếu nó để lâu thì nó cũng tự tắt ra. Đấy, thế là xong mấy bạn. Thì giờ mình đi lên. Các bạn rất là easy đúng không? Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video của mình. Thì mong rằng video này sẽ giúp ích cho một số người chưa có biết, để có thể tự mình đi tới ngân hàng để mình giao dịch tại cây ATM. Thì nó cũng giống như ở Việt Nam thôi, nhưng mà nó đều ở tiếng Anh thôi, chứ nó cũng không có khác gì mấy đâu. Thì cảm ơn các bạn một lần nữa nhé. Thì các bạn, nếu các bạn mới thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký subscribe my kênh của Quỳnh Vlog, và nhớ nhấn nút like và share ha. Thank you. Bye bye.